Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ten Hag nhận tối hậu thư từ ban lãnh đạo MU. Romano làm rõ thương vụ MU đại rong. Ten Hag báo tin cực sốc về nút so và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ten Hag nhận tối hậu thư từ ban lãnh đạo MU. Kể từ thời điểm Sir Jim và tập đoàn Ineo tiếp quản công việc điều hành mảng kinh doanh bóng đá tại Manchester United, Dường như ban lãnh đạo mới của Quỷ Đỏ đã tập trung tinh giản hoạt động và yêu cầu mọi người chịu trách nhiệm về hiệu suất công việc. Điều này được áp dụng với các cầu thủ, ban huấn luyện cũng như thành viên trong đội ngũ nhân viên hậu trường. Nó cũng như là cảnh báo dành cho huấn luyện viên Erik Ten Hag dù ông mới gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Trafford. Theo nguồn tin từ Football Insider, bất chấp hai chiến thắng liên tiếp trước Southampton và Burnley, sau đó Quỷ Đỏ đã bị kéo xuống mặt đất sau trận hòa với Crystal Vì chiến lược gia người Hà Lan chỉ còn cách cuộc khủng hoảng một thất bại nữa. Nếu Man United tiếp tục đem về những thành tích kém ấn tượng, ban lãnh đạo mới của Quỷ Đỏ sẽ sa thải ông. Mặc dù quyết định này nếu xảy ra có vẻ hơi khắc nghiệt, nhưng đó chính là áp lực ở cấp độ này. Việc đưa ra những quyết định một cách dứt khoát sẽ gửi thông điệp rõ ràng đến tất cả mọi người. Fabrizio Romano làm rõ thương vụ MU để rong. Đây là một mùa hè bận rộn với Quỷ Đỏ trong cả việc mua và bán. Erik ten Hag đã củng cố nhiều vị trí trên sân, bao gồm cả việc ký hợp đồng với hai cầu thủ cũ của ông tại Ajax là Nosai và Matic Janik. Man United cũng đã bổ sung hàng tiền vệ và hàng tiền đạo của mình với Joshua và Manuel Ugarte. Tuy nhiên, Ugarte không phải tiền vệ duy nhất mà Man United liên hệ trong suốt mùa hè. Đại dòng của Barcelona là mục tiêu hàng đầu của họ. Viết trong bản tóm tắt hàng ngày của mình, ký giả Fabrizio Romano đã bác bỏ tin đồn rằng Mộ U đã liên hệ với đội ngũ của đại dòng khi chưa rõ liệu thỏa thuận với Manuel Ugarte được thông qua hay không và nhấn mạnh rằng không có gì xảy ra giữa hai câu lạc bộ và cầu thủ này vào mùa hè năm 2024. Romano cũng lưu ý rằng mức lương của đại dòng quá cao và Man United không đủ khả năng chi trả cho anh ấy vào mùa hè ngay cả khi họ muốn. Thay vào đó, quỷ đỏ đã tập trung sự chú ý của họ vào một tiền vệ khác và Manuel Ugarte là ưu tiên của họ. Ten Hag báo tin sốc về Rukso. Manchester United tiếp tục đón FC Twente tại Old Trafford trong khuôn khổ trận mở màn Europa 2024-2025. Đội hình của quỷ đỏ dự kiến sẽ không có nhiều sự thay đổi so với cuộc đấu với Celta Banet. Đây cũng là thông tin được huấn luyện viên Erik Ten Hag công bố trong buổi họp báo trước trận. Điều đó có nghĩa mà U sẽ không có sự tham gia của Victor Ninonov, Tidal Manasia, Nuxo, so, trong cuộc đấu lúc 2 giờ dạng sáng ngày 26 tháng 9 năm 2024 giờ Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc Nuxo so tiếp tục vắng mặt khiến giới truyền thông và người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nuxo so đã không chơi cho Man United kể từ ngày 18 tháng 2 do chấn thương ở bắp chân. Hơn 7 tháng trôi qua, hậu vệ cánh trái này vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Trả lời về tình hình của Nuxo, so, huấn luyện viên Erik ten Hag nói rõ: "Tôi nghĩ có lẽ là trước kỳ nghỉ tháng 10, nhưng tôi không thể nói chắc chắn 100% khi nào Nuxo so sẽ trở lại." Kế hoạch chỉ biết là quay lại trước đó, nhưng như tôi đã nói, tôi không thể chắc chắn 100% được. Cũng có thể cậu ấy sẽ góp mặt ngay sau đó khoảng giữa tháng 10. Sự chắc chắn và khá mơ hồ của Ten Hag không phải lần đầu tiên ông nói về những trường hợp như lúc so. Tuy nhiên lần này người hâm mộ hoang mang hơn nhiều là trong đời. Đầu tiên, việc Ten Hag không chắc chắn lúc so trở lại ngày nào có thể kết luận một điều rằng cầu thủ sinh năm 1995 chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Thể trạng của lúc so còn phức tạp, chưa sẵn sàng qua trở lại. Và với những cá nhân có tiền sử chấn thương như vậy, ban huấn luyện MU cũng không gấp Tiếp đến, phương án chiêu mộ Nosai Marui mùa hè năm 2024 thành công bất ngờ, khiến cho hành năng cánh phải của MU dường như đã ấn định một suất thường xuyên cho cầu thủ người Maroc. Trước tình hình này, Diego Danos có thể được đẩy sang cánh trái và hai hành năng cánh của Quỷ Đỏ vẫn tạm ổn trong giai đoạn chờ Nuxo hay Tinel Manasia quay trở lại. Hợp đồng của Nuxo với Man United còn đến mùa hè năm 2027, tức là mọi thứ còn kéo dài khoảng 3 năm. Một ngôi sao có tiền sử chấn thương và ngày một cho thấy sự mặt cảm với chấn thương như thế là bài toán với thượng tầng của Man United trong vai trò của sergeant canip và những tính toán của chiến lược do tập đoàn no đặt ra trường hợp của luxor thực sự đáng cân nhắc man United hiển nhiên vẫn cần nhiều nhân sự ở một vị trí để có chiều sâu và chất lượng đội hình nhằm cạnh tranh trên các đấu trường tuy nhiên như trường hợp của so hay tire malaysia đang khiến người hâm mộ và thực tập của câu lạc bộ ngắn ngẩm có cảm giác như chỉ cần quay trở lại thi đấu nhiệt huyết trong một khoảng thời gian ngắn so hay malaysia có thể tái phát chân thương bất cứ lúc nào và thời điểm đó ban huấn luyện của mu tiếp tục phải đền tên họ vào danh sách bệnh binh Thật may là mọi thứ lúc này với Man Utd vẫn tạm ổn, giải đấu cũng đang ở giai đoạn đầu mùa. Nếu không sớm trở lại để chứng minh bản thân, lúc so hoặc những nhân tố khác, dù từng quan trọng với MU cũng có thể sẽ phải ra đi. Trường hợp của Rafael Varane trước đây là điển hình. Xếp lớn MU mất kiên nhẫn với Ten Hag. Erik Ten Hag đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ ban lãnh đạo của câu lạc bộ sau hơn 2 năm nắm quyền. Các nhân vật cấp cao tại Old Trafford đang bày tỏ sự không hài lòng với màn trình diễn của đội bóng, đặc biệt là sự mất cân bằng giữa khả năng phòng ngự và tấn công. Sau 5 trận đầu tiên của mùa giải mới, Man United đã để thua 2 trận và chỉ giành được 2 chiến thắng, khiến họ rơi xuống vị trí ngoài top 10 trên bảng xếp hạng ngoài Anh. Mặc dù quỷ đó đã cải thiện phần nào về mặt phòng ngự với hai trận giữ sạch lưới liên tiếp, trong đó có trận hòa không bàn thắng trước cần Banet, nhưng chính sự thiếu quyết đoán trong tấn công đang trở thành vấn đề lớn. Đội bóng chỉ ghi được 5 bàn thắng trong 5 trận đầu tiên, một con số khá khiêm tốn so với các đối thủ cạnh tranh hàng đầu đã đạt được hai con số về bàn thắng. Sự kém hiệu quả trong tấn công không phải vấn đề mới của MU. Mùa trước họ đã kết thúc ngoại hạng Anh với hiệu số bàn thắng bại âm 1 sau 38 trận, lần đầu tiên sau 34 năm câu lạc bộ không ghi được nhiều bàn thắng hơn số bàn thua. Điều này đã khiến MU chỉ có thể gắn đích ở vị trí thứ 8, thành tích tệ nhất của họ trong lịch sử ngoại hạng Anh. Mặc dù vậy, Ten Hag vẫn giữ được vị trí của mình, phần lớn nhờ vào chiến thắng bất ngờ trước Manchester City trong loạt trận chung kết FA Cup. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo và người hâm mộ giật cạn kiệt khi không thấy được sự cải thiện đáng kể nào sau mùa hè chuyển nhượng sôi động. Đội chủ sân Old Trafford đã chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng với việc chưa mộ nhiều tân binh đáng chú ý, trong đó có sự kết hợp giữa Matic Đài và nhà vô địch World Cup Nicholas Martinez ở hàng phòng ngự cũng như được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng chắc chắn hơn. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn là làm thế nào để MU cải thiện khả năng ghi bàn của mình. Ten Hag vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của đội bóng sau trận hòa không bàn thắng với Cardiff Tomanet. Ông khẳng định: "Màn trình diễn tốt, chúng tôi chỉ không hài lòng với tỷ số, chúng tôi thất vọng với tỷ số, rõ ràng là vậy. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều trong bóng đá, đó là một chặng đường dài và khi bạn chơi với chất lượng mà chúng tôi đang có hiện tại, điểm số sẽ đến, bàn thắng sẽ đến." Tuy nhiên, sự lạc quan của Ten Hag sẽ không thể xoa dịu sự khó chịu của ban lãnh đạo và người hâm mộ, đặc biệt khi MU phải trở lại thi đấu ở Euromanic sau màn trình diễn thảm hại tại C1 ở mùa trước, nơi họ kết thúc ở vị trí cuối bảng. Trận đấu mở màn ở Euromanic trên sân nhà tiếp đón Tuyên Ti vào thứ tư tới sẽ là một thử thách quan trọng đối với Ten Hag và các học trò. Bất kỳ kết quả nào ngoài chiến thắng trước đối thủ Hà Lan, đội bóng trở lại đấu trường châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2012 sẽ chỉ làm tăng thêm áp lực lên vai nhà cầm quân người Hà Lan. Man United cần cải thiện cả lối chơi lẫn kết quả trong 8 trận đấu ở Euromanic. Đây không chỉ là cơ hội để họ sửa sai ở C1 mùa trước mà còn là cơ hội cuối cùng để Ten Hag chứng minh rằng ông xứng đáng với niềm tin của câu lạc bộ. Một cái tên quyết định tương lai của Ten Hag. Manchester United đã hoàn tất việc ký hợp đồng với matic de từ Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hiện tại, các báo cáo cho biết Man United đang lên kế hoạch bổ sung thêm một cầu thủ nữa từ đội bóng xứ Bavaria, đó là Jama Musina. Theo tờ The cầu thủ người Đức đã từ chối là đề nghị hợp đồng mới từ gã khổng lồ Bundesliga và đang tìm kiếm một giao kèo lớn giúp anh kiếm được 300.000 bảng trên tuần. Ngôi sao 21 tuổi là một trong những cầu thủ xuất sắc, sắc nhất thế giới nhưng chỉ nhận được mức lương cực kỳ thấp là 81.000 bảng trên tuần. Trong khi đó, cầu thủ có thu nhập cao nhất tại Bayern Munich là Harry kiếm được hơn 400.000 bảng trên tuần. Jamal Musiala xứng đáng được tăng lương vì nếu anh không thể đạt được thỏa thuận với Bayern Munich thì những đội bóng như Man United có thể tận dụng cơ hội để bảo vệ việc ký hợp đồng với anh. Việc Jama Mutshina từ chối kiếp đồng mới nhất là một cú hích cho cả ngoại Anh. Ngoài quỷ đỏ, cả Man City, Liverpool và Arsenal cũng quan tâm tới cầu thủ này. Xác định cầu thủ đầu tiên rời MU hè năm 2025. Theo Ficha Z, Christian Eriksen là cầu thủ đầu tiên rời Old Trafford vào mùa hè năm 2025. Đây là thời điểm anh bán hàn hợp đồng và chắc chắn MU sẽ không có kế hoạch gia hạn. Eriksen chưa bao giờ thực sự tỏa sáng tại Old Trafford nhưng cũng không phải là bản hợp đồng tệ mà câu lạc bộ từng thực hiện. Ten Hag đã biết đâu là hàng công tối yêu của MU sau trận hòa Crystal Palace. Dù phải nằm khách trên sân Selhurst trong trận đấu vòng năm ngoài hạng Anh, MU vẫn nhập cuộc đầy tự tin, quy đọc kiểm soát hoàn toàn trận đấu, đẩy Crystal Palace lùi sâu về phòng ngự. Rất nhiều những cơ hội ngon ăn được đội khách tạo ra và chỉ có sự xuất sắc của Dean Henderson cùng với khung gỗ mới giúp đội chủ nhà giành một điểm trở lại. Dẫn đầu hàng công kém duyên của Man United, Joe Suzuki đã chơi rất ấn tượng và Erik ten Hag sẽ rất vui mừng với các động tác mà tiền đạo người Hà Lan tạo ra, mặc dù anh ấy thiếu mối đe dọa cần thiết trong khu vực cấm địa. Man United đã có 3 cầu thủ đảm nhiệm vai trò số 9 trong suốt trận đấu với Marcus Rashford, Ramon Hoynun để vào sân từ băng ghi dự bị. Tuy nhiên, trong số 3 người, không thể phủ nhận Zizzi là người tạo ra tác động lớn nhất. Trước cả Nito Banette, hầu hết mọi thứ tốt đẹp mà đội bóng của Erik Ten Hag tạo được đều có dấu ấn của Zizzi. Điều này được thể hiện rõ trong cơ hội lớn đầu tiên của Alejandro Garnacho. Garnacho đã dứt điểm không thành trong tình huống đối mặt với Dean Henderson từ đường chuyển thông minh của Josu Zizzi. Cựu ngôi sao của Borona cũng là trung tâm của một số pha bóng thực sự đẹp mắt và liên kết mọi thứ rất tốt. Sau khi anh rời sân, Man United đã mất quyền kiểm soát trận đấu và cũng không thể tạo ra nhiều cơ hội nữa. Thống kê cho thấy, với dịch trên sân, Man United đã hoàn thành 91 trong số 124 đường truyền với tỷ lệ 73% ở 1 phần 3 phần sân đối phương. Con số này giảm mạnh sau khi anh rời sân với chỉ 17 trong số 28 đường truyền với tỷ lệ 60%. Với cầu thủ người Anan, Man United có thể thống trị trận đấu và khi không có anh ấy, quỷ đỏ trở thành một đội bóng chưa chuyển trạng thái và tra kiểm quyền soát cho đối phương. Sau chiến thắng 7-0 trước Bani, Ten Hag dường như phải đau đầu khi lựa chọn bộ ba tấn công từ tất cả các tiền đạo đang có phong độ cao mà mình sở hữu. Nhưng giờ đây, sau trận đấu này, vị chiến lược gia người Nan có thể biết được bộ ba tấn công mạnh nhất của Man United phải có Zizi ở vị trí số 9. Mặc dù không phải là cầu thủ săn bàn bẩm sinh như Hoynun, Zizi biết cách giữ bóng, liên kết nối chơi. Họ chạy cho anh sẽ là Marcus Rashford, chân sút có phong độ cao và đang được xứng đáng ra sân ngay từ đầu. Garnacho cho thấy anh bùng nổ và nguy cơ hơn khi vào sân từ băng ghế dự bị. Cầu thủ chạy cánh người Argentina nên được sử dụng ở vị trí đó từ bây giờ để được bảo vệ thay vì phải chưa quá sức như ở mùa giải trước. Bên cạnh phải, Amadeno nhanh chóng trở thành sự lựa chọn ưu tiên và có thể sẽ tiếp tục được đá chính ở hai trận đấu với Totti vào tối thứ tư và Tottenham vào cuối tuần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.